Xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị thân mến, xã hội hiện đại ngày nay thì có vô số những quán ăn, những hàng ăn ngon. Nhưng mà nhiều người thì vẫn quan niệm rằng nấu ăn và thưởng thức ngay tại nhà mới là ngon miệng và đảm bảo an toàn nhất. Tuy nhiên điều này có lẽ chỉ đúng một phần mà thôi. Có những thói quen của nhiều gia đình Việt khi nấu nướng lại vô tình khiến cả gia đình rước bệnh vào thân. Hãy cùng VTV Sức Khỏe điểm qua quý vị nhé. Đầu tiên là thói quen không rửa chảo mà tiếp tục chiên rán. Trong nhiều gia đình thì thường chỉ có một chiếc chảo để chiên xào. Để tránh phiền phức, nhiều người thường có thói quen khi chế biến xong một món không rửa chảo mà cứ thế tiếp tục chế biến món khác. Tuy nhiên đây lại là một thói quen ẩn chứa rất nhiều nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe. Khi không rửa sạch chảo, dầu và cặn thức ăn của món ăn trước đó sẽ lại tiếp tục bị đun nóng ở nhiệt độ cao, sản sinh ra một chất gây ung thư, đó là benzoprien. Ngoài ra, thói quen này cũng gây ảnh hưởng tới hương vị và màu sắc của món ăn. Do đó mọi người nên đặt sức khỏe làm trọng tâm, sau khi chế biến xong một món ăn, hãy rửa sạch chảo rồi mới tiếp tục chế biến món ăn khác. Thứ hai là dùng dầu mỡ đã qua sử dụng. Thông thường để tạo được độ giòn cho món chiên rán, chúng ta phải sử dụng khá nhiều dầu ăn. Nhiều người vì tiếc rẻ nên thường chắt dầu thừa để sử dụng cho những lần nấu ăn sau. Vậy nhưng điều này sẽ gây ảnh hưởng không hề tốt cho sức khỏe. Dầu ăn khi bị nấu đi nấu lại nhiều lần ở nhiệt độ cao sẽ sinh ra các chất độc hại như là aldehyde, benzoprien và các hợp chất dị vòng. Đây đều là những chất nguy hại cho sức khỏe, có thể gây ung thư. Do đó tốt nhất chỉ nên sử dụng dầu một lần mà thôi. Tiếp theo là thói quen để dầu nóng sôi mới bắt đầu chế biến thức ăn. Một số người thường chờ tới khi dầu nóng già bốc khói mới cho thức ăn vào xào nấu vì cho rằng làm như vậy mới giữ được hương vị thơm ngon. Tuy nhiên khi nhiệt độ của dầu ăn đạt tới trên 200 độ C, tức là nhiệt độ bốc khói, thành phần dinh dưỡng và các chất chống oxy hóa trong chúng sẽ bị phá hủy, đồng thời chúng cũng sản sinh ra chất peroxide là tác nhân gây nên bệnh ung thư. Ngoài ra, việc xào nấu thức ăn với quá nhiều dầu ăn cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe con người, đặc biệt là sức khỏe tim mạch. Tiếp theo là nêm nếm món ăn quá mặn. Người Việt thường có thói quen ăn mặn. Tuy nhiên, tiêu thụ quá nhiều muối dễ dàng dẫn đến tăng thể tích máu và tăng áp lực lên thành mạch máu. Đây là một trong những nguyên nhân khiến tăng huyết áp và xơ cứng mạch máu. Một số khảo sát cũng cho thấy mối tương quan giữa việc ăn mặn và ung thư dạ dày. Nguyên nhân là do áp suất thẩm thấu cao của muối ăn có thể làm hỏng niêm mạc dạ dày, gây ra nhiều thay đổi bệnh lý. Và để hạn chế điều này thì chúng ta cần tạo thói quen ăn nhạt. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyên rằng mỗi ngày chỉ nên ăn khoảng 186mg muối để cơ thể có thể hoạt động khỏe mạnh. Và trên đây là những thói quen mà hầu hết gia đình Việt nào cũng mắc phải khi nấu nướng. Tưởng chừng như là vô hại nhưng thực chất lại tiềm tàng rất nhiều rủi ro gây ung thư. Đừng quên chia sẻ và theo dõi VTV Sức Khỏe để cập nhật thêm những thông tin, kiến thức thú vị về sức khỏe và y tế. Xin chào và hẹn gặp lại!